chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình quyết định làm một video review cho bạn về bộ sưu tập sản phẩm mới ra của Starbucks ngày hôm nay. Đó là bộ sưu tập Cherry Blossom mới ra ngày 23 tháng 2. Và bây giờ thì hãy cùng mình unboxing những chiếc bình này nha. Đây, mình mua đủ bộ sưu tập Cherry Blossom ngày hôm nay là tổng cộng có 15 bình. Và người ta cho mình tận 4 túi. Bây giờ thì mình sẽ unboxing từng túi một nha. Trước khi mà mình unboxing thì mình muốn giới thiệu đến chiếc thẻ dùng bộ sưu tập ngày hôm nay. Chiếc thẻ này thì mình nạp 100.000 và mình được quyền sử dụng 100.000 trong thẻ sau khi mình đã nạp, và mình cũng sẽ được tích điểm cho thẻ này nha. Và hóa đơn ngày hôm nay cho 1, 2, 3, 4, 5 túi này tổng cộng hết 7.600.000. Tất cả hai hóa đơn, một hóa đơn là 2.690.000 và một hóa đơn là 4.910.000. Tại vì là mỗi cái thẻ thành viên của Starbucks thì chỉ được cái card balance ở trong đấy tối đa là 5 triệu thôi, cho nên là mình mới phải tách hai hóa đơn. Thì tổng cộng hóa đơn ngày nay mình hết là 7.6. Bây giờ thì mình sẽ dưới lên trước cái túi này, nó nhẹ nhất. Đây, bên trong túi này thì có 3 món. Một em này rất là xinh. Đây, em này có giá là 650.000. Em này là để giữ nhiệt nha, bình này thì hoàn toàn có thể giữ nhiệt được. Và tuyệt đối, mình nghĩ là mọi người không nên cho vào lò vi sóng. Bình này nhận được cả đồ nóng, đồ lạnh. Cho vào lò vi sóng ấy thì nó sẽ bị mất cái lớp sơn ở bên ngoài này. Còn bình này, em này thì đây, có thiết kế một lỗ để được ống hút. Em này mở ra thì cũng khá là dễ dàng. Đây, mình sẽ chỉ cần như thế này thôi. Và bên trong của em này thì được làm bằng inox và có luôn một cái hướng dẫn sử dụng này. Mock tumbler. We exist to empower people for a better future. Đó, của Starbucks. Và cái bình này thì theo mình là mọi người nên để một chỗ để uống, nếu mà được nước mang đi thì ở đây thì nó sẽ không được kín và có thể sẽ bị đổ ra ngoài. Nó của em một tỉnh khí hồng khá là xinh. Còn tiếp theo bình này thì mình mua thì là người ta để vào cái hộp trắng này. Đây có bình giữ nhiệt bằng inox luôn. Dung lượng của em này là 12 oz tương đương với 354 mil. Không, em này là 20 oz. 20 oz nha. Hồng hồng này cũng có thể được đồ nóng và đồ lạnh. Tuy nhiên thì cũng không nên cho lắm 6, nên cho lắm 6 sẽ bị phát cái lớp sờn bên ngoài. Cái này thì mình có thể đựng nước mang đi học và đi làm, vì ở đây có kế mở khá là tiện lợi và cũng dễ nữa. Thiết kế thì bằng silicone và mình có thể mở ra bên trong. Cũng chặt nữa thì mọi người không sợ bị đổ nước đâu nha. Xong mình sẽ bằng inox và cái nắp của em này ở đây bằng silicone này. Bởi vì em này đóng lại ở trên thì nó sẽ có cái silicone ở dưới. Bên trong cũng có cái hướng dẫn sử dụng của Starbucks luôn. Bên trong nó cũng bằng inox của em này. Hai này đều là bình giữ nhiệt. Được dùng nóng và đồ lạnh nha. Tiếp theo thì chắc chắn em này cũng là bình giữ nhiệt. Thì thường thì Starbucks hay đóng gói. Điều này nhìn thế này bình giữ nhiệt. Một em mình cũng tìm rất là xinh. Em này mình giữ nhiệt bằng inox, có dung lượng là 16 oz, là ít hơn cái này và nhỏ lớn hơn cái này. Em này thì cũng giữ nhiệt được, và cái độ giữ nhiệt của em này mình hỏi nhân viên thì họ bảo là giữ được 8 tiếng. Khá là lâu, được đồ nóng và đồ lạnh thế này thì mùa đông khá là thích. Các bạn có thể cho cái keo nóng đi học đi làm tiếng. Em này thì giá là 590.000. Màu xanh. Em này cũng là bình giữ nhiệt tiếp, và chắc chắn là bên trong của em này cũng sẽ bằng inox. Và thiết kế của em này thì giống em này, chỉ khác màu vàng và cái hình bên ngoài. Và ra cũng khác cái nước đáy, em này là đáy tròn hẳn, còn em này thì hơi không lại. Cũng giống nhau này. Này, mình có thể mở ra bằng silicone và mở ra bên trong bằng inox. Em này thì có logo hình của Starbucks bên ngoài, và ở bên cạnh thì cũng có cái thiết kế giống như em này, màu hồng. Tuy nhiên thì mình vẫn thích cái em này hơn vì nó sẽ sáng sủa hơn và nhẹ nhàng hơn.
mình thấy là khá là hiếm. Mà em này thì cũng là bình giữ nhất bằng inox luôn. Chuẩn luôn. Tinh luôn, em này cũng là 12 oz. Còn em này tuy nhiên thì cái này đắt hơn một xíu là 490.000. Cái thiết kế của bình này thì mình thấy màu tím khá là xinh. Là có cái logo ở bên ngoài này. Ngoài ra còn trên nắp có cái logo này nữa. Còn em này thì còn một thiết kế nữa thì mình sẽ để đây thì nó sẽ review cũng được. Cái này là cold cup. Cold cup là bằng inox, các bạn có thể đựng được đồ nóng và đồ lạnh. Tuy nhiên thì nên để một chỗ vì em phải ống hút thì lúc mình mang đi ấy, nó sẽ sóc lại bị đổ ra. Ống hút của cold cup rất là hay vì khi mà mình để em ống hút thì nó đều có một cái chặn, không sợ bị rơi ra mặt đất. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nhé. Chắc là bên trong này cũng là inox, bình này mình cũng nhận được. Mình nhìn thấy là cold cup. Thiết kế của em này bề ngoài rất là xinh. Có giá là 550.000 với 16 oz là bằng size Wendy. Thiết kế bên ngoài thì màu tím và kết hợp với màu trắng nữa, và có hình hoa kết hợp với cả cái design trên góc phần màu này. Để nhận diện thì đây có một dòng chữ Stop ở trắng ngang. Bên em này thì cũng không nên cho nó đi bóng bằng giữ nhiệt thì nó cũng sẽ bị bong cái lớp sơn chắc này. Ngoài ra thì đây khi mua mới thì nó có sẵn một cái lớp ni lông màu trên này, mình có thể tháo ra cho mình dùng. Thì rất là mới và rất là xinh, thì cái màu hồng tím này rất là bình trong suốt. Cái này được làm bằng nhựa thường. Cái này thì mình nghĩ là mọi người nên đựng đồ lạnh nhưng mà không nên đựng đồ nóng ấy. Đựng đồ ấm thì cũng được. Đó là đồ ấm nha. Cái này mở. Cái này có thể dùng làm cốc này. Cốc mà mình mở ra để mình đồ mình uống ấy. Cái này mình cũng có sẵn. Thiết kế bên ngoài của em ấy thì cũng có những họa tiết hoa pastel màu hồng và có dòng chữ Starbucks in in chỉ. Giờ cũng mới nổi. Em này 16,9 oz nha. Và có giá là 350.000 thôi. Này thì mình có thể đứng học mang đi học này hoặc là pha nước ấm thôi, và đừng nên để nóng quá thì đựng đồ nóng trong người sẽ không tốt. Và mình thấy là có cái này cái nắp ở đây cũng khá là tiện, và thì khi mà mình nóng vào nó để làm cốc ấy, mình nóng vào thì nó cũng khớp với cả cái này gọi là dòng cảnh. Cái này chắc chắn là cốc rồi, sắp thì này sưu tập lần này mình thấy khá là xinh. Và cái thiết kế của em nó không phải là xứ, mà khi mà mình vận chuyển đi mình cũng sẽ không sợ bị vỡ vì cái này là làm inox với 2 oz nha. Và cái thiết kế mở nắp này của em nó có đựng được ống hút, và bên ngoài thì có thể mở được dễ dàng. Bên trong là những inox có thể đựng được nóng và đồ lạnh. Thiết kế này có thể đựng được ống hút của khá là tiện lợi, cầm cũng khá là chắc tay nữa, không sợ bị rơi vỡ. Thiết kế bên ngoài làm bằng vỏ hồng rất là xinh. Khi nhìn kỹ các bạn có thấy nó có ảnh được không? Có logo màu đen chứ không phải là màu xanh như bình thường. Bộ sưu tập này màu đen lên mình nghĩ là nó sẽ nổi hơn. Một trong những chiếc Stojo Classic Cup màu hồng rất là xịn hơn so với màu xanh nhạt đúng không? Nhưng cái dung tích của em này thì em nhỏ hơn. Em này chỉ có 12 oz thôi và có giá là 450.000. Mình rất thích những cái cup Stojo này bởi vì mang đến rất là tiện lợi ấy. Mình có thể lắp ấy nhá. Nó làm bằng silicone và cái mở nắp này cũng làm bằng silicone rất tiện lợi. Em này mở nắp bằng silicon cũng rất là tiện lợi luôn, và khi mình mở ra thì cũng có cái để mình để nó vừa khít luôn ấy. Còn cái nắp này thì làm bằng nhựa. Em này thì không có ống hút nha, không có ống hút đi kèm như bình thường, nhưng mà khi mình có thể đóng gần lại để mang đi ấy. Cái này thì đựng được cả đồ nóng đồ lạnh, rửa cũng rất là tiện lợi. Mình gặp lỗi một tí rồi đó, mình đóng này. Và với những chiếc các bạn mang đi mua đồ uống thì cũng rất là tiện lợi luôn, và sẽ được làm về nhìn khi mở sau bóc thì mang đi sẽ rất là gọn, nó là nhớ từng bước rất là gọn nữa. Mình quên nói giá của em này là giá 440.000 nha. Bây giờ mình sẽ ăn cơm xin tiếp hai chiếc túi nữa. Trong này còn bình gì vậy? Đây cũng là bình giữ nhiệt bằng inox luôn. Bây giờ thì mình muốn giới thiệu với mọi người hai bình giữ nhiệt stainless steel này luôn, vì hai này có thiết kế khá là giống nhau, tuy nhiên thì về màu sắc thì lại khác nhau. Dung lượng của em này là 13 oz to hơn, và em này thì chỉ có 12 oz thôi. Em này chỉ 450.000 và hai em này thì có giá tương đương nhau. Tuy nhiên bình này nhỏ hơn, nhưng mà với cái thiết kế bên ngoài các bạn có thể nhìn thấy bình sờ ấy thì nó đều sần lên ấy, thì nó sẽ đắt hơn. Và màu của em này thì được thiết kế với hai màu hồng với tím thì nó sẽ xinh hơn. Em này thì thiết kế là vỏ trơn, bình trơn nhìn rất là bóng. Cũng có hoa của bộ sưu tập Max Sơn thì mình thấy đây là hoa tiết nổi. Và hai này thì đều có dòng chữ của nhãn hiệu Starbucks. Cái này thiết
thì mọi người có thể đựng được bằng đồ nóng và đồ lạnh. Mang đi là độ sinh nhiệt của nó lên đến 8 tiếng. Thế này thì khi mình nhìn thấy mình rất nhớ đến cái bộ sưu tập đi, thì rất là xinh. Nhưng em lại rẻ hơn. Cái thiết kế đều được in cái logo màu đen Starbucks ở ngoài, nhìn rất là kiểu thương hiệu và trong nắp nó cũng rất là lạ luôn, có hình Starbucks luôn. Và bây giờ mình mở cái này, bên trong cái này không phải là silicone đâu nhá, cái bằng nhựa này, bên trong này bằng inox này. Hai em này thì 12 ounce và có giá là 490 nghìn. Và mình cũng thích em này với cái ống thước của em ý, cùng màu với em này Stainless. Hai này thì hoàn toàn có thể được đựng đồ nóng và đồ lạnh. Và bên trong là bình là bằng inox. Tuy nhiên thì hai này mình cũng recommend mọi người là nên để một chút vốn, bởi vì mang đây thì mình sẽ bị sốc và sẽ đổ ra ngoài. Cái bằng inox nha, cho nên là bây giờ mình cũng từng lo là nó bằng là xứ thì nó sẽ bị vỡ. Cái này thì không hợp hơn một chút, thì mình nghĩ cái này hợp rõ con trai. Tuy nhiên thì cái thiết kế này khá là lạ. Mình cũng đang chưa biết nó sẽ như thế nào cả. Đây, có thể mở được thế này. Chắc là để giữ mút chặt hơn mình nghĩ vậy. Ở đây strong on snap, slow and strong is removed. Bên này thì các bạn có thể mang đi, bởi vì khi mà mình bỏ mút ra thì đây sẽ đóng được này. Thiết kế này khá là mới. Vậy là mình cũng nhận thấy là bộ sưu tập lần này thì tông chủ đạo là ba màu, màu hồng, màu tím và màu trắng. Bởi vì nó là cherry blossom cho nên là màu lần này nó khá là nhẹ nhàng, trẻ trung, rất là phù hợp với cả giới trẻ này. Nó ra cũng phù hợp với cả các mẹ nữa, bởi vì các mẹ thì luôn thích những cái màu nhẹ nhàng và trẻ trung. Ngoài ra thì mình thấy là bộ sưu tập lần này thì Starbucks chủ yếu tập trung vào bình, thì mình thấy là bộ sưu tập lần này bình rất là đẹp về màu sắc, thiết kế. Còn cốc thì thiết kế cũng khá là hay, vì mình cũng sẽ không sợ bị rơi vỡ, màu cũng rất là xinh. Tuy nhiên thì cốc của bộ sưu tập bằng bi thì mình nghĩ là vẫn sẽ đẹp hơn. Còn về nói về cái chiếc bình mà yêu thích nhất thì mình nghĩ là mình sẽ chọn ra cái này, vì mình màu khá là xinh.
chọn về bình giữ nhiệt thì mình nghĩ mình sẽ chọn anh này. Khâu khắc thì là chắc chắn anh này rồi. À, mình đang phân vân hai này. Nhưng anh này màu cũng rất là xinh ấy. Màu em này xinh nhưng mà mình thích logo của em này hơn. Nên là sắp là mình rất là bối rối, mình quyết định chọn hai này luôn. Hết cho ta. Và em này nữa. Em Tumblr này cũng là một trong những bình mà mình thích nhất ở bộ sưu tập lần này. Đây chính là 6 em mà mình thích nhất ở bộ sưu tập lần này. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này, có thể comment cho mình những lời góp ý và những thứ mà mọi người muốn để mình có thể cải thiện hơn. Và đừng quên là hãy đăng ký kênh cho mình nha.